thông báo về việc tổ chức lễ hội Vạn Xuân năm 2023. Di tích Miếu Hai Thôn được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1986. Để duy trì truyền thống tín ngưỡng của người dân địa phương, nhằm ôn lại lịch sử dựng nước giữ nước của vị anh hùng giải phóng dân tộc Tiền Lý Nam Đế, người phất cờ khởi nghĩa đánh tan quân xâm lược nhà Lương, xây dựng nhà nước Vạn Xuân độc lập năm 544 và ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha ông đi trước đã xây dựng, gìn giữ, bảo tồn ngôi miếu cổ kính linh thiêng, phát huy tối đa những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Ban tổ chức lễ hội Vạn Xuân xin được thông báo thời gian tổ chức lễ hội năm 2023 trong 3 ngày, từ ngày 1 tháng 3 đến 3 tháng 3 năm 2023, tức từ ngày 10 đến 12 tháng 2 âm lịch, tại Di tích lịch sử Miếu Hai Thôn, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Nội dung lễ hội gồm 2 phần. Phần lễ có lễ dâng hương của đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh, huyện, xã, các đơn vị sự nghiệp cùng nhân dân và du khách thập phương. Lễ rước kiệu luyện, tế lễ của các đoàn trong và ngoài xã, tổ chức giáo dục truyền thống cho học sinh. Phần hội có tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống và một số bộ môn thể thao như vật, biểu diễn võ cổ truyền, kéo co, cờ tiếng, đi cầu kiều và các trò vui chơi giải trí khác. Vậy, ban tổ chức lễ hội Vạn Xuân xin được thông báo để nhân dân và du khách thập phương biết về dự lễ hội. Ban tổ chức rất hân hạnh được đón tiếp. Thay mặt ban tổ chức, trưởng ban, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa, Phạm Văn Phương. Gánh gánh gồng gồng, gánh sông gánh núi, FVAS gánh mọi lo âu, giúp cho mọi người vững tâm xây dựng, thép khỏe bền đẹp, đạt chuẩn Nhật Mỹ, bóng nhẵn mịn màng, không có lỗ phí, chất lượng bảo chứng, 10 triệu công trình. VAS vững vàng tâm thép, hotline 028-3820-3820, sẵn sàng hỗ trợ. Gánh gánh gồng gồng, gánh sông gánh núi, FVAS gánh mọi lo âu, giúp cho mọi người vững tâm xây dựng, thép khỏe bền đẹp, đạt chuẩn Nhật Mỹ, bóng nhẵn mịn màng, không có lỗ khí, chất lượng bảo chứng, 10 triệu công trình. VAS vững vàng tâm thép, hotline 028-3820-3820, sẵn sàng hỗ trợ. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Vũ Thư. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình: Hội nông dân xã Tự Tân giúp đỡ 45 hộ hội viên thoát nghèo vơi bớt khó khăn. Tân Lập tập trung sản xuất thúc đẩy phát triển kinh tế. Vũ Thư thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tân Hòa hỗ trợ 97% người dân cài đặt app định danh điện tử. Cuối chương trình là bài Nữ thủ lĩnh giữ lửa phong trào đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 23 tháng 2, Hội Nông dân xã Tự Tân tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Lại Trường Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Đại diện Hội Nông dân huyện, lãnh đạo địa phương và 99 đại biểu đại diện cho 1.558 hội viên nông dân trong toàn xã. Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân xã Tự Tân đã triển khai thực hiện có hiệu quả đề án chương trình mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, trong đó phối hợp tổ chức 2 lớp dạy nghề, 55 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, bảo vệ thực vật cho 1.790 lượt người tham dự. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được các chi hội và hội viên tích cực hưởng ứng. Bình quân mỗi năm có trên 1.000 hộ gia đình đăng ký và trên 900 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh 3 cấp, đạt tỷ lệ 72%. Để giúp hội viên nông dân thực hiện tốt phong trào thi đua do tổ chức hội phát động, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân như ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội 5,6 tỷ đồng cho 133 hộ vay, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho 276 hộ hội viên vay, với số dư trên 25 tỷ đồng. Có vốn, có kiến thức và điều kiện sản xuất, nhiều hội viên nông dân phát triển mô hình sản xuất chăn nuôi kinh doanh, mang về hiệu quả kinh tế cao, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, hội còn vận động hội viên giúp nhau vượt qua khó khăn thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Trong nhiệm kỳ, hội đã phối hợp giúp đỡ 45 hộ hội viên thoát nghèo vơi bớt khó khăn. Công tác phát triển hội viên được chú trọng, đã kết nạp 360 hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông dân trong toàn xã là 1.558 hội viên.
Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân xã Tự Tân tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp nông dân, xây dựng nông thôn mới nâng cao, tham gia xây dựng đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu hàng năm kết nạp từ 10 đến 20 hội viên trở lên, có trên 75% hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, phối hợp dạy nghề giới thiệu việc làm cho 70 đến 80 nông dân. Đại hội đã bầu 13 ủy viên vào Ban chấp hành Hội Nông dân xã, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh tới đây. Ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập cho biết, sau những ngày đón Tết vui xuân, địa phương chỉ đạo nhân dân bắt tay ngay vào sản xuất, thúc đẩy kinh tế, phấn đấu tăng giá trị thu nhập ngay từ những tháng đầu năm. Nhìn chung, các hoạt động sản xuất trên địa bàn đều đã ổn định, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có nhiều khởi sắc. Tân Lập tập trung gieo cấy hoàn thành diện tích lúa xuân và phát động nhân dân, đặc biệt là về các cái giống cây, hoa, cây cảnh đã bán phục vụ dịp Tết ra đầu xuân này với thời tiết thuận lợi, đưa các cái cây trồng vào trồng để kịp thời vụ và chăm bón. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh ấy, cũng đã trở lại hoạt động sản xuất với khí thế mới, các cái đơn hàng thì tiếp tục được ký hợp đồng, cái nguồn hàng cũng đảm bảo cho công nhân trong cái quý 1 này và đang tìm các cái nguồn hàng cho các cái quý tiếp theo trong năm. Nhằm thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, xã Tân Hòa đã lập các tổ đề án 06 các thôn phối hợp với công an hỗ trợ người dân cài đặt app định danh điện tử VNID. Theo thống kê của Radio AD, thông điệp từ âm thanh, hotline 0989 612 668, truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.